đôi, loa tem chống cháy 100%, 1 triệu một cặp nhá. Có hai màu này, màu đen và màu gỗ. Đây là tem chống cháy 100%, củ 350 chị. Mình test chất âm cho anh em nhá. Một triệu một đôi, loa thép chống cháy 100%, có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là củ 350, 500 xịn. Phễu này là 12 vuông này, cao 16 phân nhé các bạn nhé. Này có hai chế độ, tép siêu tép, tép siêu tép. 1 triệu này là từ 9 quân 3,5, chống cháy 100%, trang bị chống cháy 100% như thế này các bạn nhé. Chứ không phải tép tụ cản chưa lùng lẳng đâu. 1 triệu này thì dùng cho các loại âm ly cục đẩy, từ 20 sò, 40 sò, 60 sò, ok. Loa cây là full, nó đứng nó nằm. Dây dài 1 mét rồi, về anh em đấu với đi loa, đi đâu đi cũng đẩy. Đây, dây dài 1 mét rồi các bạn nhé. Đây mình sẽ tập trung vào mẫu 1 triệu để cho anh em quan sát này. Chúng tôi ship hàng toàn quốc. Hàng anh em về test kiểm thử ok để thanh toán 1 triệu một cặp. Đây là cặp tép chống lì cho âm thanh, chống lì cho các loại dàn. Đôi các bạn nha, chống cháy 100%. Mà bị cháy tép xịt tép thì vào đây xem video nhá. Loa tép chống cháy nó phải trang bị chống cháy như thế này thì mới gọi là tép chống cháy các bạn nhá, chứ không phải là tép tụ cản treo lùng lẳng đâu. Anh em phải biết phân biệt là như thế. Đây là cặp này là cặp 350, trang bị 500 xịn, quân 3,5. Cái tép nó không quan trọng với cỡ bát các bạn nhá. Như cái đôi 1 triệu đây, nó có thể dùng cho các loại loa bát, từ bát 20 đến bát 50, loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm. Các loại âm ly cục đẩy, đẩy lên vang, công suất từ 2 sò, 40 sò, 60 sò, ok, đều dùng được. Anh em nhiều tiền thì có thể mua hai đôi, không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Dây dài 1 mét rồi, về đấu vẫn đít loa, đi đâm đi, đi cục đẩy là ok. Đây là tép 1 triệu một đôi. Đây mới gọi là tép chống cháy các bạn nhé. Liên hệ với xưởng loa thông minh, địa chỉ là Phạm Ngân Sơn Bắc Cạn. Chúng tôi chuyên loa tép chống cháy 100%. Ba ship rồi. Anh em về test kiểm thử ok để thanh toán. Hàng của cơ hàng chất lượng nên là cam kết bảo hành cho anh em 1 năm. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Mình sẽ test lại cho anh em kỹ. Đây là mẫu 1 triệu. Cháy nó quá khứ rồi các bạn nhé. Đấy, đây là tép chống cháy 100%, nó đẳng cấp gấp 100 lần so với tép tụ cản treo lùng lẳng. Đây, tép tụ cản treo lùng lẳng bằng ngón tay nó mới cháy thôi các bạn nhé, chứ còn đây là tép chống cháy 100%, hàng cực ngon luôn, ok chưa. 1 triệu một đôi, liên hệ với kênh của chúng tôi, số điện thoại liên hệ 0973 533 269, ship hàng toàn quốc hoặc trên Facebook loa tép thông minh. Đây, hôm nay mình sẽ tập trung vào cái mẫu 1 triệu vì cái mẫu này thì có rất nhiều anh em đang rất cần. Vì cái đây là mẫu 1 triệu, nó chống lì cho các loại dàn rất tốt. Loa kéo cũng được, cục đẩy cũng được, âm ly cũng được, đẩy liền vang. Các loại loa bát từ bát 20 đến bát 50 đều được các bạn nhé. 1 triệu một đôi, ngon luôn. Thank you.
tép rẻ tiền nó mới cháy thôi các bạn nhá, chứ còn đây là tép đắt tiền, tép rẻ 1-200k nó mới cháy thôi, chứ còn đây là hẳn 1 triệu một đôi nhá các bạn nhá, chứ không phải rẻ đâu, 1 triệu một đôi. Trang bị chống cháy đầy đủ, đây là khung gỗ, anh em thích lấy màu nào cũng được, màu đen này, màu đen, màu gỗ thì tùy. Đây là mẫu thông dụng mà chuẩn nhất, 1 triệu một cặp của 350, 500 cao cấp, thấy chưa, chuẩn xịn nha, khung gỗ cực đẹp. Gấp 4 lần cho các loại dàn. Anh em muốn hay và nét chất âm thoáng mát thì liên hệ với kênh của chúng tôi, xưởng loa tép thông minh, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Chúng tôi chuyên những cái dòng loa tép chống cháy hàng chuẩn xịn. Kênh YouTube điện tử Phương Lưu. Số điện thoại Zalo 0973 533 269. Ngon chưa? Được chuẩn nhá. Anh em cần loa xịn thì liên hệ với kênh bên mình nha. Tạm biệt.